Cô muốn chào các con. Cô rất vui khi gặp lại các con trong giờ học tiếng Việt lớp 1, bộ sách cánh diều. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con bài 72 Un, út, ức. Sau bài học, các con sẽ nhận biết được các phần, biết đọc, biết viết các phần, các tiếng có chứa phần un, phần út, phần ức. Đọc đúng và hiểu được nội dung bài tập đọc làm mức. Giờ các con chú ý lên màn hình. Cô giới thiệu với các con, đây là phần un. Các con cùng đọc nhé. Un, un, un. Phần thứ hai là phần út. Các con cùng đọc nào. Út, út, út. Phần cuối cùng là phần ức. Các con cùng đọc với cô. Ức, ức, ức. Giờ các con hãy quan sát tranh và cho cô biết con thấy gì nào. À, ta thấy nước đang phun ra, đúng không nào các con? Cô có tiếng phun. Các con cùng đọc với cô. Phun, phun. Các con cho cô biết trong tiếng phun có phần gì? À, đúng rồi, trong tiếng phun có phần un. Các con cùng đọc nào. Un, un, un. Còn hãy phân tích phần un. À, phần un có âm u đứng trước, âm n đứng sau. Ta đánh phần như sau. U, n, un. U, n, un. Đọc trơn, un. Các con tự đọc. Các con hãy phân tích tiếng phun. À, đúng rồi, tiếng phun có âm phờ đứng trước, phần un đứng sau. Ta đánh phần như sau. Phờ, un, phun. Phờ, un, phun. Trơn, phun. Các con đọc lại nào. Đọc lại cùng cô lần nữa nào. U, n, un. Phờ, un, phun. Un, phun, phun. Các con tiếp tục quan sát và cho cô biết đây là gì. À, đúng rồi, đây là cây bút. Các con thường gọi là cây viết đấy. Cô có tiếng bút. Các con cùng đọc nào. Bút, bút. Còn cho cô biết trong tiếng bút có phần gì? À, trong tiếng bút có phần út. Các con cùng đọc nào. Út, út, út. Còn hãy phân tích phần út. À, phần út có âm u đứng trước, âm tờ đứng sau. Ta đánh phần như sau. U, tờ, út. U, tờ, út. Trơn, út. Các con tự đọc. Con hãy phân tích tiếng bút. À, đúng rồi, tiếng bút có âm bờ đứng trước, phần út đứng sau, dấu sắc trên âm u. Ta đánh phần như sau. Bờ, út, bút, sắc, bút. Bờ, út, bút, sắc, bút. Trơn, bút. Các con đọc lại. Đọc lại cùng cô nào.
U, tờ, út, bờ, út, bút, sắt, bút, út, bút, bút. Các con cho cô biết đây là gì? À đúng rồi, đây là mức. Cô có tiếng mức. Các con cùng đọc lại. Mức. Mức. Trong tiếng mức có phần gì vậy các con? À, ta thấy trong tiếng mức có phần ức. Các con cùng đọc nào. Ức. 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 Con hãy phân tích phần ức. À, phần ức có âm ư đứng trước, âm tờ đứng sau. Ta đánh vần như sau. Ư, tờ, ức. Ư, tờ, ức. Trơn, ức. Các con tự đọc. Giờ các con hãy phân tích tiếng mức. Đúng rồi, tiếng mức có âm m đứng trước, phần ức đứng sau, dấu sắc trên âm ư. Ta đánh vần như sau. M, ức, mức, sắc, mức. M, ức, mức, sắc, mức. Trơn, mức. Các con tự đọc. Đọc lại cùng cô lần nữa. Ư, tờ, ức. M, ức, mức, sắc, mức. Ức, mức, mức. Các con vừa được học các vần mới là vần un, vần út và vần ức. Giờ các con hãy cho cô biết vần un và vần út giống và khác nhau ở điểm nào? À, phần un và phần út giống nhau, đều có âm u đứng trước. Khác nhau, phần un có âm n đứng sau, phần út có âm tờ đứng sau. Các con cùng đọc lại với cô. Un, út. Tiếp theo, ta sang phần bài tập. Các con quan sát và cho cô biết đây là con gì? Đúng rồi, đây là con chim cút đấy. Ta có từ chim cút. Đây là hoa gì các con? À đúng rồi, đây là hoa râm bụt. Ta có từ râm bụt. Các con thấy mặt đất như thế nào? À, ta thấy mặt đất nứt nẻ. Ta có từ nứt nẻ. Trong tranh có nàng Bạch Tuyết và những ai vậy các con? À đúng rồi, Bạch Tuyết và những chú lùn. Ta có từ chú lùn. Đây là gì các con biết không? À, đây là ấm sức đấy các con. Ta có từ ấm sức. Đây là con gì? Đúng rồi, đây là con cún con. Ta có từ cún con. Giờ các con hãy đọc lại nội dung từng tranh với cô nhé. Chim cút. Râm bụt. Nứt nẻ. Chú lùn. Ấm sức. Cún con. Nhiệm vụ của các con là sẽ giúp cô tìm tiếng nào có phần un, tiếng nào có phần út, tiếng nào có phần ức. Các con thực hiện nhé. Các con đã xong. Giờ nêu cho cô các tiếng có phần un. À, ta thấy
Tiếng lùn có vần un, tiếng cuốn có vần un, còn không các con? À hết rồi, giờ nêu cho cô các tiếng có vần út. À ta thấy tiếng cút có vần út, tiếng bụt có vần út. Đúng rồi đấy, giờ nêu cho cô các tiếng có vần ức. À ta có tiếng nức có vần ức và tiếng sức có vần ức. Các con thực hiện tốt lắm, cô có lời khen các con. Giờ đọc lại cùng cô các tiếng nhé. Các tiếng có vần un, lùn, cuốn. Các tiếng có vần út, cút, bụt. Các tiếng có vần ức, nức, sức. Tiếp theo ta sang phần tập đọc. Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết con thấy gì trong tranh. À, ta thấy trong tranh có bạn thỏ, bạn cuốn, những củ cà rốt và một bếp lửa đang cháy. Các bạn ấy đang làm mứt cà rốt đấy các con. Các con có muốn biết các bạn ấy làm như thế nào không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài đọc hôm nay nhé. Các con chú ý lắng nghe cô đọc bài. Làm mứt. Thỏ rủ cuốn làm mứt cà rốt. Cuốn đun bếp, lửa nguồn ngụt. Thỏ la: lửa to quá, rút bớt lửa đi. Bạn la to làm tớ sợ quá. Cuốn phàn nàn. Thỏ nhỏ nhẹ: làm mứt cần nhỏ lửa, cuốn à. Thế à, cảm ơn thỏ nhé. Lê Châu. Các con vừa lắng nghe cô đọc bài. Giờ con hãy cùng cô xác định xem bài hôm nay có bao nhiêu câu nhé. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu 6. Câu 7. Câu 8. Câu 9. Câu 10. Câu 11. Giờ các con hãy giúp cô tìm các tiếng có chứa vần mới học. Vần mới là vần un, vần út và vần ức. Các con hãy tìm đi nào. Giờ, nêu cho cô các tiếng có vần mới. À, các tiếng cuốn trong bài có vần un. Tiếng đun có vần un. Tiếng nguồn có vần un. Tiếng ngột có vần út. Tiếng rút có vần út. Và các tiếng mứt có vần ức. Giờ các con đọc lại các tiếng cùng với cô. Các con lưu ý những tiếng nào giống nhau thì mình đọc giống nhau nhé. Mứt, mứt. Các con tụ đọc nào. Cuốn, cuốn. Các con tự đọc. Đun, đun. Các con tự đọc nào. Nguồn, nguồn. Các con tự đọc. Ngột, ngột. Đọc lại nào các con. Rút, rút. Các con đọc lại. Đọc lại cùng cô lần nữa nhé. Mứt, cuốn, đun, nguồn, ngột, rút.
Giờ cô trò mình cùng đọc lại từng tiếng của bài nhé. Làm, mức, thỏ, rũ, cuốn, làm, mức, cà, rốt. Cuốn, đun, bếp, lửa, nguồn, ngụt. Thỏ, la. Lửa, to, quá. Rút, bớt, lửa, đi. Bạn, la, to, làm, tớ, sợ, quá. Cuốn, vàng, nàng. Thỏ, nhỏ, nhẹ. Làm, mức, cần, nhỏ, lửa, cuốn, à. Thế, à, cảm, ơn, thỏ, nhé. Lê, châu. Chúng ta vừa luyện đọc từng tiếng. Giờ cô sẽ hướng dẫn các con đọc từng câu. Cô đọc trước, các con đọc sau nhé. Làm mức. Thỏ, rũ, cuốn, làm, mức, cà, rốt. Cuốn, đun, bếp, lửa, nguồn, ngột. Thỏ, la. Lửa, to, quá. Rút, bớt, lửa, đi. Bạn, la, to, làm tớ sợ quá. Cuốn, phàn, nàn. Thỏ, nhỏ, nhẹ. Làm, mức, cần, nhỏ, lửa, cuốn, à. Thế à. Cảm ơn, thỏ nhé. Lê Châu. Chúng ta vừa luyện đọc xong bài tập đọc. Tiếp theo, ta sang phần bài tập. Yêu cầu của bài tập là ghép đúng. Cô có 6 thẻ chữ. Các con cùng đọc lại nội dung từng thẻ chữ với cô. A. Thỏ, rũ, cuốn. B. Cuốn. C. Làm, mức. 1. Đun, bếp, lửa, nguồn, ngột. 2. Cần, nhỏ, lửa. 3. Làm, mức, cà, rốt. Giờ các con hãy suy nghĩ và lựa chọn ghép các thẻ chữ màu hồng với các thẻ chữ màu xanh sao cho phù hợp với nội dung bài đọc nhé. Các con thực hiện nào. Xong chưa nào các con? Giờ kiểm tra lại kết quả cùng với cô nhé. À, thẻ chữ A ghép với thẻ chữ số 3. Thẻ chữ B ghép với thẻ chữ số 1. Thẻ chữ C ghép với thẻ chữ số 2. Các con đọc lại kết quả cùng với cô. Thỏ, rũ, cuốn, làm, mức, cà, rốt. Cuốn, đun, bếp, lửa, nguồn, ngụt. Làm, mức, cần, nhỏ, lửa. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con phần tập viết. Trước tiên, cô hướng dẫn các con viết phần un, tiếng phun. Các con chú ý quan sát nhé. Phần un, con viết con chữ U trước.
Còn chữ N viết sau liền nét với con chữ U. Ta được phần un. Tiếng phun còn viết vờ trước. Phần un viết sau liền nét với phờ. Ta được tiếng phun. Tiếp theo, cô hướng dẫn các con viết phần út, tiếng bút. Phần út, con viết con chữ U trước. Còn chữ tờ viết sau liền nét với con chữ U. Ta được phần út, tiếng bút, con viết con chữ bờ trước. Phần út viết sau liền nét với con chữ bờ. Thêm dấu sắc trên U, ta được tiếng bút. Cuối cùng, cô hướng dẫn các con viết phần ức, tiếng mức. Phần ức, con viết con chữ U trước. Còn chữ tờ viết sau liền nét với con chữ U. Thêm dấu mốc trên U, ta được phần ức. Tiếng mức, con viết con chữ M trước. Phần ức viết sau liền nét với con chữ M. Thêm dấu sắc trên ư, ta được tiếng mức. Các con đã ghi nhớ chưa nào? Các con thân mến, cô vừa hướng dẫn các con học bài un, út, ức. Sau bài học, các con nhớ mở sách giáo khoa, đọc bài lại nhiều lần, lấy bảng con và vở ô ly, luyện viết lại những chữ mà cô đã hướng dẫn. Và nhớ hoàn thành vở bài tập nữa nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau.